25. Anh ở bên cạnh Sử Cương Long như vậy, sao lại không nhìn ra cậu ta có vấn đề vậy? Tôi quả thật không phát hiện. Cậu ta dẫn tôi trốn khỏi nhà lao, còn cùng tôi làm vài vụ giết quân Nhật. Thế nên anh biết sau đó làm sao tôi phát hiện không? Tôi phát hiện cậu ta giống không đặt nặng việc giết quân Nhật, ngược lại luôn muốn nghĩ cách tìm ra bát lộ đã nổ đạn dược. Lúc đó tôi mới bắt đầu chú ý tới cậu ta. Tôi cảm thấy cậu ta nhất định có vấn đề. Không hổ là đại đội trưởng thượng quý của Quốc dân đảng. Chỉ có cậu khen tôi như vậy thôi. Đại ca, chuyện gì thế? Quân Nhật đã phát hiện nơi giết Sử Cương rồi. Hiện đang lục soát núi. Chắc lúc này quân Nhật đang dọn xác cho Sử Cương rồi. Sao thế, Uông đại ca? Không sao, có hơi nhức đầu. Chúng ta hãy xuất phát thôi. Đi, tới thôn sông đôi. Đi. Có sao không? Không sao. Ngài đại tá, thật không may, cây dao thứ nhất đã gãy rồi. Tôi đã cử người chuyển xác của Sử Cương về rồi. Cổ bị gãy, còn nữa, còn gì nữa? Ống quần bị xé rách 2 tấc, tôi nghĩ chắc chắn là do hắn làm. Xem ra hắn đã có được lòng tin rồi. Nhưng mà tôi biết ngài đang xót cho cây dao này. Nhưng mà đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. Mục đích của chúng ta là diệt trừ tiểu đội bát lộ đó. Chỉ cần đạt được mục đích này là được. Cậu đừng nói nữa, tôi biết rồi. Đã chuẩn bị xong mai phục ở thôn sông đôi. Tôi cũng đi. Tôi phải nghênh đón tiểu đội bát lộ đến vô hình đi vô bóng đó. Anh chắc chắn chúng sẽ tới đó chứ? Đối với hắn mà nói, không có lựa chọn khác. Hắn sẽ nghĩ cách dụ dỗ họ đến thôn sông đôi. Đại ca, đại ca, tôi nói chuyện này với anh. Chuyện gì thế? Không có gì, chỉ là gần đây tôi cứ cảm thấy trong lòng bất an. Có gì bất an chứ? Cũng như anh nói, hiện giờ quân Nhật lúc nào cũng đề phòng chúng ta. Nào chỉ đề phòng chúng ta, họ muốn trừ khử chúng ta. Đúng thế. Vì vậy tình cảnh hiện giờ của chúng ta rất là nguy hiểm. Cậu úp úp mở mở muốn nói gì thế? Ý tôi là bây giờ bữa tối chúng ta không thể ở một chỗ, phải đổi nơi khác. Ừ, cậu nói đúng. Còn nữa, chúng ta tối đi ngủ phải đề phòng một chút. Đề phòng gì chứ? Sử Cương chẳng phải chết rồi sao? Có gì phải đề phòng chứ? Không, đại ca, tôi... Ngốc rồi à? Không nhiệt tình nữa rồi nhỉ? Người ta là chậu phân, không phải chậu vàng. Cứu chúng ta là để hại chúng ta. Câu này lão Thất nói đúng. Có phải không? Cậu nghĩ đi. Chúng ta làm những việc đó tốn bao nhiêu công sức? Chỉ với sọt phân như cậu ta mà làm nổi à? Sọt phân gì chứ? Chậu. Đúng rồi, chậu phân. Chậu phân đó làm bồ cứu cậu, là để quay ngược lại hại chúng ta. Khoan, anh chờ đã. Bây giờ anh nói hay nhỉ? Khi đó anh đã nói gì? Tôi nói gì chứ? Trời ơi, tôi đã nhìn ra rồi. Tại sao tôi không vạch trần hắn ta? Tôi muốn xem thử bản lĩnh hắn ta tới đâu. Ôi, hầu quê cũng biết lương lẹo rồi à. Lão Thất, bây giờ đang nói mọc tường mà. Trong lòng người ta khó chịu. Khó chịu cũng vô ích. Nói cậu ta cũng như không. Tôi nói cậu biết, ăn nhiều đầu lợn sẽ trở thành... Này, cậu không chịu thôi có phải không? Anh xem, da mặt mỏng còn không cho người ta nói kìa. Được rồi, yên tâm đi. Anh Thất vẫn nhớ, chỉ cần cậu giết một quân Nhật, anh Thất sẽ mua một cái đầu lợn cho cậu.
Đại ca, chờ một lát. Cậu làm gì vậy? À, không có gì, đi thôi. Mau lên. Suốt ngày chỉ biết lâu lâu, chỉ cậu thích sạch sẽ. Đi. Đại ca, tình hình lạ quá. Yên tĩnh như vậy, đến tiếng chó sủa cũng chẳng có. Có phải cô Nhật đã nghĩ trước chúng ta rồi không? Hay là để Lão Thất đi dò đường trước đi đại ca? Núi đào biển lửa, liền nghĩ đến Thất gia. Im hết đi. Các cậu ở đây đi, tôi đi. Không được, địa hình ở đây tôi sành nhất. Tôi đi, các cậu ở lại đi. Muốn đi thì đi chung. Để hai người ở lại đầu thôn đi đại ca. Ngộ Nhở, Hầu Lĩnh, Mộc Tường, hai cậu ở lại. Hiểu rồi. Đi thôi. Đi qua đây. Đại ca, ba người đi xung quanh xem thử đi. Tôi qua đó xem sao. Ừ. Uông đại ca, tôi lên đó xem thử. Này, đừng gây tiếng động. Thế nào? Nơi này yên tĩnh quá. Có chút không ổn. Canh ở đây chờ tôi. Tôi vào đó trước. Ừ, cẩn thận nhé. Đại tá, chúng ta kiểm tra một vòng, không phát hiện phục binh ở đây của hoàng quân. Ngài đại tá sớm đã đoán được chúng sẽ như vậy. Vâng.
Đại tá, ngài đúng là cao tay. Chúng đã vào nhà chưa? Đã vào nhà rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy họ vào đó. Đi, đừng có vào đó. Chuyện gì thế? Mẹ anh đâu? Bắn. Đi mau, đi mau. Đại ca, làm sao đây? Xông ra ngoài. Rút. Đi. Bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn. Mau, đuổi theo. Lão Hầu, đi thôi. Qua đây. Rút. Rút đi. Mau lên. Đại ca, canh mới đi thì đã có một đám quân Nhật ập đến. Đại ca, đánh cả buổi mà quân Nhật vẫn chưa đuổi đến. Đừng nói nữa, rút, nhanh lên. Có tâm sự à? Cút sang một bên đi. Để tôi yên tĩnh một lát. Anh lo lắng cho đại đội trưởng Uông Nhĩ. Là quân Nhật giết chết mẹ nuôi của đại ca. Hại chúng ta tốn công cả đêm. Sao cậu suốt ngày cứ nhắc mấy chuyện không nên vậy? Suốt ngày như bị điên vậy. Mộc Tường, thực ra anh không nói, tôi cũng biết anh đang nghĩ gì. Anh cảm thấy người tốt như Sử Cương còn cứu anh một mạng, sao anh ta lại là người xấu được? Thế nên mới nói, người thân thiết với anh chưa chắc sẽ không hại anh. Lão Bạch, tôi có một chuyện nghĩ mãi không hiểu. Cậu xem Sử Cương là một người tốt như vậy, giống như cậu nói anh ta từng cứu mạng tôi. Cậu nghĩ sao anh ta lại thành kẻ phản bội chứ? Lúc anh mới gặp Sử Cương, anh cảm thấy anh ta rất tốt phải không? Tốt thế nào? Tóm lại rất tốt. Tốt tới nỗi không có khuyết điểm gì có phải không? Đúng. Người anh nghĩ là tôi chưa chắc là người tốt. Nè, vậy bây giờ anh thấy ai tốt nhất? Anh cảm thấy anh ta tốt nhất. Anh ta là đại đội trưởng của đại ca. Cô là người dẫn dắt của đại ca, đúng không? Này người anh em, anh ta giờ là tốt nhất.
Suốt ngày toàn chuyện không đâu. Uông đại ca, đây là gì vậy? Bùa hộ thân mà mẹ tôi cho tôi. Uông đại ca, tôi biết trong lòng anh đau buồn. Trên chiến trường biết bao nhiêu anh em hy sinh, chẳng phải cũng đau buồn như nhau sao? Do chúng tôi quá sơ ý, không ngờ quân Nhật mãi canh me ở đó. Đúng vậy, Uông đại ca, hay là anh tham gia bát lộ chung với tôi đi, chúng ta cùng đánh Nhật thế nào? Anh muốn làm bát lộ thật sao? Vì anh của tôi không có lựa chọn khác. Chỉ cần có thời giết quân Nhật, tôi sẽ làm. Cam nguyện. Còn nhớ lần trước chúng tôi đột phá dòng dây, tiểu đội của quân Nhật đuổi theo chúng ta cả ngày không? Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ. Lúc đó hai chúng ta, một người chạy đông, một người chạy tây, bắn một phát rồi đổi nơi khác, khiến quân Nhật xoay vòng vòng. Câu mà anh nói nhiều nhất chính là: anh đi trước, tôi yểm trợ. Tôi mãi mãi cũng không quên. Chúng ta là anh em với nhau, nên làm thôi, không nhắc chuyện này nữa. Anh sao thế? Anh làm sao vậy? Đau đầu. Chờ một lát, tôi gọi lão Hầu khám cho anh. Anh Thất, làm gì thế? Làm gì à? Chờ cậu đó. Chờ tôi à? Họ Bạch kia, tôi nói cậu biết, sau này đừng nói xấu sau lưng người khác. Tôi nói xấu ai cơ chứ? Cậu nghĩ xem, cậu nói xấu ai? Cậu và Hùng Thối đó ở sau lưng thì thầm to nhỏ, cậu tưởng anh Thất không biết à? Có ý gì đây? Chỉ là muốn Thất gia mua đầu lợn cho cậu ta thôi mà. Thất gia mua nổi. Anh Thất, anh đó quá coi thường bản công tử rồi. Coi thường cậu. Thất gia con mắt tinh tường, chuyện nào mà không nhìn ra. Vậy sao? Có những chuyện anh không nhìn ra thật đó. Nghĩa là sao? Không lẽ Hùng Thối đó đổi ý rồi à? Cậu ta muốn hai đầu lợn à? Đừng nói là hai cái, ba cái tôi cũng có thể cho anh ấy thay anh. Đó mới là anh em tốt của Thất gia. Nói đi. Không nhìn ra chuyện gì? Anh Thất, anh là người thông minh, anh thấy đại đội trưởng Uông thế nào? Còn thế nào? Giết quân Nhật, vào nhà tù, từng làm quan, đại ca của đại ca, anh hùng chứ gì? Lúc chúng ta khiêng xác của sĩ quan, anh có nhìn thấy anh ấy xé rách một lỗ ống quần không? Không nhìn thấy. Tôi nhìn thấy. Thấy thì sao? Tôi nói cậu biết, tiền trong khai quần của tên họ Sử đó đều bị anh Thất lấy hết rồi. Anh Thất lấy sạch hết rồi. Mấu chốt không phải ở đó. Anh có nhớ không? Buổi tối chúng ta uống rượu, thực ra có người không hề uống. Tôi nhờ tia chớp nên nhìn thấy rõ ràng, đã đổ rượu đi. Được đó Tiểu Bạch, anh Thất không uống rượu mà cậu cũng nhìn ra. Tôi không nói anh, ý tôi nói đại đội trưởng Uông. Anh ấy không uống à? Thế thì đã sao? Tại cậu còn trẻ, nếu không muốn người khác chút say, cậu phải dở chút chiêu trò. Còn nữa, tối qua lúc vào thôn, anh muốn lên nóc nhà, đại đội trưởng đã ngăn anh lại. Nhưng mà anh biết không, trên nóc nhà đó có quân Nhật. Có quân Nhật à? Đằng trước có quân Nhật, hai bên có quân Nhật, xung quanh được có quân Nhật. Cậu nói chuyện này là sao? Hình như anh ta biết có quân Nhật, tôi mới ngăn anh lại.
Tiểu Bạch à, chúng ta đừng nghĩ những chuyện dớ dẫn này nữa được không? Có rảnh cậu nghĩ hộ anh Thất xem chỗ nào có bán lợn con. Lợn con? Đầu lợn con chẳng phải rẻ hơn sao? Thất gia muốn tiết kiệm tiền. Các anh đúng là không có chút phòng bị. Đại ca vì tình bạn sâu nặng, đừng nói là nửa câu, đến một chữ cũng không nghe lọc tai. Lão Hồng thì sao? Ngày nào cũng chỉ biết đánh nhật tỏ anh hùng, sau lưng có cây dao nhọn cũng không biết. Còn anh thì sao? Ngày nào cũng chỉ biết tính toán những chuyện này. Không phải anh sơ ý, mà là anh ngu ngốc. Ơ kìa, tên họ Bạch kia, cậu to gan quá nhỉ. Ê, phiên dịch Bạch. Đại đội trưởng Phùng, anh xem, anh không thảnh thơi ban an ninh. Mới sáng sớm anh tới đây làm gì? Cậu xem, đại tá tìm tôi, tôi cũng đâu thể không tới. Cậu thấy đúng không? Đại tá tìm anh làm gì? Này phiên dịch Bạch, có một câu không biết nên nói hay không? Nói, khách sáo làm gì chứ? Phiên dịch Bạch, cậu lo xa quá rồi phải không? Hả? Tôi nói cậu biết, đây là bí mật quân sự, không tiết lộ được. Phiên dịch Bạch, chẳng phải cậu là tâm phúc trước mặt đại tá sao? Cậu cũng có chuyện không biết à? Quá đáng rồi nhé. Phiên dịch Bạch, cậu muốn biết thật à? Hả? Anh xem chuyện này. Được, nghe tôi nói này, qua đây. Tôi nói cậu biết. Nếu cậu muốn biết chuyện này, cậu tự vào đó hỏi. Chẳng phải biết tất cả sao? Hả? Người dân Dân Thanh nghe cho kỹ đây. Hoàng quân muốn tu sửa cầu Bộ Dân, mới thông hai bờ Nam Bắc, tạo phúc cho dân. Mọi người có tiền góp tiền, có sức góp sức. Đây là việc thiện, lời nước, lời dân. Hoàng quân nói muốn sửa cầu Bộ Dân à? Đúng thế. Du Thất, đại ca, đêm hôm khuya mà Hùng Mộc Tường chạy đi đâu rồi? Không thấy, chắc đi ị rồi. Mộc Tường, Mộc Tường, đại ca, tôi biết Mộc Tường đi đâu. Đi đâu rồi? Ở ngoài canh gác. Canh gác? Ai bảo cô ấy đi vậy? Không biết. Tự anh ấy hành tung bí hiểm đi mất rồi. Mộc Tường, sao thế? Làm gì thế? Đại ca, không có gì. Không làm gì cả, chỉ ngồi đây một lát thôi. Nào, đại ca, ngồi chơi cùng cậu. Ngồi đi. Mộc Tường à, dân, hiện giờ nhà cậu còn những ai?
Nhà của tôi không còn ai nữa. Hồi nhỏ mẹ tôi mất sớm, sau đó tôi theo ông nội và cha cùng nhau học nghề mộc. Sau đó quân Nhật tới đã giết chết họ. Đại ca, còn anh? Nói ra thì số phận của anh em chúng ta cũng như nhau. Mấy năm trước, tôi tận mắt nhìn thấy cha tôi, mẹ tôi bị tên lính Nhật đó giết chết. Kể từ đó tôi đã thề phải giết sạch đám quân Nhật. Đúng, đại ca, các anh em đi theo anh chính là để đánh quân Nhật trả thù cơ mà. Đúng, mấy anh em chúng ta đã gặp được nhau, đúng là không dễ gì. Từ nay về sau, chúng ta một lòng đánh quân Nhật. Đi thôi, quay về nào. Đại ca, anh về trước đi, tôi muốn ở thêm một lát. Mộc Tường, cậu có tâm sự gì phải không? Không có, tôi làm gì có tâm sự. Từ lúc ra khỏi Mỏ Đồng tới nay đã lâu thế rồi, tôi lại không hiểu cậu sao. Nói đi. Tôi chỉ sợ có cái phản bội thứ hai, nên là ở đây trông chừng. Sử Cương mới chết, sao mà có ai phản bội thứ hai chứ? Có. Ai thế? Chính là người đó. Quân Lệnh Thanh. Đại ca, anh nhìn ra rồi à? Tôi nhìn ra rồi. Tôi thấy cậu đúng là ăn no sững mỡ. Thảo nào cậu suốt ngày canh gác đi tuần thì là gì chuyện này? Tôi nói cậu biết, Hùng Mộc Tượng, tôi là người có thù tất báo, có ơn ác trả. Quân Lệnh Thanh từng cứu mạng tôi, tôi không cho phép bất cứ ai trong các cậu nghi ngờ nấy. Có hiểu không? Quay về. Không muốn. Không về thì mãi mãi đừng về nữa. Trưởng quầy, đây chẳng phải thợ may Trương sao? Chú tới rồi à? Đúng, giải rèm cửa mà cô cần. Tôi chuẩn bị xong rồi, chỉ thiếu kích cỡ thôi. Ta hãy đi đo. Tiền của tôi toàn nhờ tay nghề của chú để giữ thể diện. Quá khen rồi. Hãy chúng ta đo trước nhé. Được, chú theo tôi, mời vào trong. Chị Thái Dân, thợ may Trương tới rồi. Bố, Thái Dân, sao mà con ngồi dậy rồi, ngồi đi. Ôi trời, con xem, con cũng đâu thể nằm mãi được, ngồi dậy thoải mái hơn. Chị Thái Dân, hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây. Thái Dân, có một tình hình mới. Quân Nhật muốn tu sửa cầu bộ dân, con nghe nói chưa? Con nghe Mai Hương nói rồi. Cha nghĩ quân Nhật đang âm mưu gì? Trên sông chỉ có một cây cầu đi bộ. Quân Nhật sửa cầu là muốn, chẳng lẽ chúng muốn vận chuyển đạn dược thông qua cây cầu này chứ? Đúng, kho vũ khí của dân thành còn lượng lớn đạn dược. Tuy đạn dược bị quỷ, nhưng nếu chúng muốn tích trữ đạn dược cũng không phải vấn đề. Vấn đề chính là làm sao chuyển đi. Con hiểu rồi. Thế sửa cầu chỉ khi giá cố cầu bộ dân mới có thể vận chuyển lượng lớn đạn dược. Thế cái cầu này chúng ta buộc phải hủy nó. Phía nam của cầu bộ dân khá rộng rãi, không dễ ẩn nấp. Còn eo núi phía bắc vừa khé đối diện cầu bộ dân, thích hợp mai phục. Chỉ cần chúng ta bố trí đội quân tinh nhuệ, chờ bát lộ đến quỷ cầu, nội ứng ngoại hợp, sẽ có thể một lưới đánh gọn bọn chúng. Được, cứ làm theo như lời cậu nói. Còn nữa, chuẩn bị mai phục. Dân, đội trưởng Phùng, lần trước chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội ở thôn Sông Đôi rồi. Lần này phải hành sự theo kế hoạch, nghĩ cách liên lạc với anh ta để cây dao thứ hai
dù bác nổ tới gần cầu bộ dân, tiêu diệt hắn, tuyệt đối không được ảnh hưởng tới việc chúng ta sửa cầu. Yên tâm đi, tôi nhất định làm xong chuyện này. Ngài đại tá, hắn làm thế là đang chơi đùa đế quốc Đại Nhật Bản sao? Nhưng lúc trời tối, hắn lại dẫn bác lộ đột phá dòng dây của chúng ta. Khốn kiếp, tôi thật muốn chính tay giết chết hắn. Hắn làm thế là đang phản bội hoàng quân Nhật Bản. Thực chất hắn chưa bao giờ quy thuận cả. Cho hắn xem kỹ những tấm hình này. Dưới sự đả kích của tư tưởng và tinh thần, tôi không tin hắn còn dám đùa giỡn với bản tư lệnh. Dân đế quốc Nhật Bản sẽ không khoan dung hết mực với hắn. Đúng rồi, thôn Sông Đô xử lý thế nào rồi? Theo mệnh lệnh của đại tá, ở đó đã trở thành thôn bỏ quan rồi. Tốt, như thế hắn sẽ càng an toàn. Uông đại ca, lát nữa tôi phải vào thành. Được đó, đi chung đi. Không được. Sao cơ? Ý tôi là không sao, nói đi đại đội trưởng. Chuyện của anh bản công tử biết hết rồi. Ngoài nể phục ra, sao lại dám ở trước mặt anh? Được rồi, đừng vòng vo nữa, có gì cứ nói đi. Đúng đó, là người một nhà mà, có gì mà không nói được chứ. Đại ca, là như vậy. Anh xem, đại đội trưởng mới thoát khỏi nhà lao, hơn nữa còn làm bao nhiêu chuyện long trời lở đất. Quân Nhật chắc chắn đi tìm anh ấy khắp nơi. Thế nên anh ấy tuyệt đối không thể tùy tiện vào thành. Tôi nghĩ thế này, chúng ta ai nên ở lại thì ở lại, người nên vào thành thì vào thành. Có lý. Thế này đi, đừng ai đi cả, một mình tôi vào thành. Tôi đi nhanh về nhanh. Thế cũng được. Đại ca, vậy anh hãy mau đi đi. Ừ. Đôi giày này đi một lúc lại bẩn. Là nghĩ gì à? Tôi có một chuyện, anh suy nghĩ hộ tôi nhé. Chuyện gì? Có phải chuyện của tên nội gián đó không? Đúng. Tiền đồng trên người của sĩ quan Sử chắc chắn dùng để báo tin cho quân Nhật, đúng không? Thế nên khi anh ta gặp mặt chúng ta đã dứt một tiền đồng để báo tin cho quân Nhật. Nhưng quan trọng là anh ta dứt tiền đồng đó ở đâu? Chắc chắn là dứt ở nơi quân Nhật đuổi theo anh. Nhưng mà bản công tử đã tới đó, nhưng không có. Chắc là tôi đã đến muộn một bước rồi, bởi vì ba cái xác đó đã không thấy đâu nữa. Mất rồi à? Này, là nói xấu thất gia. Anh nghĩ liệu có khi nào tên nội gián thứ hai dùng cái chết của tên nội gián thứ nhất để che mắt không? Yểm trợ, anh hiểu không? Thôi dẹp đi, tôi biết thế nào là yểm trợ. Vậy dễ rồi, tên nội gián thứ hai biết sau khi mình an toàn, chắc chắn sẽ báo quân Nhật biết. Lão Bạch, ý của cậu là trên người tên họ Uông đó cũng có tiền đồng đó, có đúng không? Không, thế quá ngốc. Như thế bản công tử sẽ chê cười hắn là lợn rồi. Thôi dẹp đi, nói lợn đừng có dỗ tôi. Được, chúng ta không nói chuyện con lợn nữa, tiếp tục nói chuyện nội gián. Anh xem, đừng dừng chứ, nói tiếp đi. Thất gia còn muốn nghe phần sau đây. Tín hiệu nhận biết không phải là tiền đồng,
mà là xé. Nếu như Tiểu Bạch nói anh của chúng ta nguy hiểm rồi, nói không chừng có hôm nay, không có ngày mai ấy. Sao thế? Anh xem đại ca cũng thật là, vào thành mà không gọi tôi một tiếng. Anh ấy vì nghĩ cho an toàn thôi, càng ít người càng an toàn. Tại sao anh ấy dẫn theo tôi lại không an toàn? Đúng rồi, đội trưởng Ôn. Tôi nghe nói lần đó một đám quân Nhật bao vây anh đơn phương độc mã đột phá dòng dây. Anh phải kể tôi nghe. Lão hầu tôi thích nghe lắm. Được, không vấn đề. Chiều nay chúng ta nói chuyện được chứ? Chiều nay? Đúng, chiều nay. Vậy thì chiều nay. Đúng rồi, đại đội trưởng Ôn. Chiều nay hâm nóng rượu ngon, hai chúng ta phải nói tới bến. Tất nhiên. Nên hôm nay tôi đã nghĩ cách để đại ca không đưa hết chúng ta về Dân Thành. Cậu giấu nghề à? Giờ cũng chỉ đành như vậy thôi. Ôi trời, chuyện này khó đây. Quân Nhật chuyện gì cũng biết rồi. Tiểu Bạch, cậu nói nhiều như vậy tôi có hơi rối rồi. Tôi phải suy nghĩ cái đã. Suy nghĩ cái gì? Anh cứ việc làm theo lời lão Bạch là được. Vừa nhìn anh ta là biết cả phản bội rồi. Anh còn suy nghĩ cũng đâu có đúng. Nếu anh ta cùng một bọn với Sử Cương, tối hôm đó nếu không có đại đội trưởng Uông ra tay, chúng ta đã đi gặp Diêm Dương từ lâu rồi. Đúng thế, vấn đề chính là ở đây. Vấn đề gì chứ? Anh đừng nghĩ nhiều như thế nữa. Hiện giờ dù sao đại ca cũng không có ở đây. Trực tiếp xử hắn đi. Tôi nói đại thôi, anh tuyệt đối đừng manh động đấy. Lão Bạch, cậu có ý gì đây? Cậu nói cả buổi. Sao là nói đại được chứ? Chuyện nghiêm trọng như vậy, sao cậu lại? Cậu nghĩ nói chuyện như Tiểu Bạch nói, xe ống quần, rồi đặt tiền đồng, cũng có lý đấy. Nhưng sao thất gia cứ cảm thấy chỗ nào đó bất thường? Có gì bất thường nữa? Được, không nói với cậu nữa. Lão hầu đến đây, tôi kể anh nghe. Tìm thấy kẻ phản bội thứ hai rồi. Kẻ phản bội thứ hai. Cậu nói lão Bạch à? Hay lão Thất? Cậu nói tôi là kẻ phản bội à? Không phải, tôi đang nói nghiêm túc với anh. Đừng có đùa, chính là cái người đó. Người nào? Cậu nói tôi biết đi, chính là tên họ Uông đó. Mộc Tường, cậu đừng ăn nói linh tinh nữa. Lúc đại đội trưởng Uông trừ khử kẻ phản bội, chúng ta cũng thấy mà. Kẻ phản bội đó là Sử. Sử gì đó nhỉ? Nhắc cái chuyện đó làm mũi thức và lại khó chịu. Cút sang một bên đi. Không phải lão hầu anh làm sao vậy? Tôi đang ở đây nói về chuyện của kẻ phản bội danh. Anh lại ở đây phá đám, đừng nói nhảm nhí nữa. Sao mới gặp đã nói người ta là kẻ phản bội rồi? Anh ta đúng thật mà. Hai anh đó phản bội không phản bội gì chứ? Đừng làm mất hòa khí. Nào, qua đây nói. Tôi nói cho anh biết, anh cứ ở đó nghỉ đi. Chờ tới khi thực sự tìm ra kẻ phản bội, ta đều chết hết rồi. Cho các anh vừa lòng. Phùng Mộc Tường nói cũng có lý. Cậu xem chúng ta chết hết rồi, tìm ra kẻ phản bội còn ít gì nữa chứ. Mộc Tường, cậu đừng có ở đó ăn nói linh tinh. Đại đội trưởng Uông là ai? Đại đội trưởng Uông là đại ca của đại ca chúng ta. Giống như chúng ta cũng là anh em một nhà. Lão Hồng, anh ấy nói kệ anh ấy. Anh đừng để bụng. Cậu ấy nói vậy rồi, tôi còn không để bụng sao? Ta thì nói đại đội trưởng Uông. Tôi đã nhìn thấy lúc anh ấy xử trí kẻ phản bội thân thủ như thế nào. Không thua gì lão hầu đâu. Trong mắt tôi, anh ấy là anh em, là một nhân vật lớn. Đúng thế. Chẳng những là nhân vật lớn, còn từng lập chiến công cơ. Đúng thế, Mộc Tường. Một câu của anh Hùng Mộc Tường cậu thì muốn bôi xấu người ta à? Nói người ta là kẻ phản bội sao? Hùng Mộc Tường, lão hầu nó cũng có lý. Có lý con khỉ. Tôi nói cho anh biết, anh ta chính là kẻ phản bội. Mộc Tường, đại đội trưởng Uông có quan hệ gì với đại ca? Có quan hệ gì nữa? Anh em kết nghĩa, đó chính là đồng đội thân thiết. Có nghe thấy chưa? Cậu nói xấu đại đội trưởng Uông cũng như nói xấu đại ca. Cậu còn như thế, đừng nói là đại ca trở về sẽ cằn nhằn với cậu. Trời ạ, tuyệt đối đừng để chuyện này xảy ra.
Tôi nói cậu biết, chờ khi thực sự xảy ra chuyện gì đã muộn rồi. Nghe, nghe đi. Không nghe thấy không? Cứ hét mãi không chịu dừng. Anh ta hét cái gì chứ? Tôi nói cậu biết, bên ngoài nổ súng, anh ta cũng hét như vậy. Hùng, Hùng, đi thôi, xem thử nào. Đi thôi. Tôi không đi. Ai muốn đi cứ đi đi. Đi hay không tùy cậu. Mau đi nào. Đừng cằn nhằn nữa, đi thôi. Không phải chuyện như vậy cậu biết không? Thôi được rồi, đi thôi. Đi đi. Lát thì này lát thì nọ. Cậu làm gì vậy? Đừng động vào tôi. Ở đây làm gì không biết.